giả, những người sẽ thích dòng nhạc sau đây hơn. Có những cái ánh mắt quý vị hơn sẽ đoán được quý vị là người ở công việc nào. Thì cái trang phục quý vị, quý vị có sẽ nói được điều đó. Và Hưng sẽ chọn điều không là sai và những khán giả đặc biệt đó. Và Hưng muốn dùng bài hát này một lần nữa cảm ơn đến khán giả Hải Phòng nói chung và nhóm của em Phượng, và Nhà Anh, Thơm, Thơm Thuân Thuận, và rất nhiều các fan ở Hải Phòng khác đã ngày đêm bình chọn, vote, nhắn tin cho Hưng để Hưng trở thành người chiến thắng của bài hát của năm. Và cũng có rất là nhiều người hay nói là Hưng hay đặt cái bài lấy dẫn giải 1 tỷ, không có 1 tỷ đâu, dạ vâng, có 300 tiền mặt thôi. Đấy, 500 là phải mua cửa sổ của người ta. Đấy, mà nhà mình cửa xây hết trơn, phải lấy 500 cửa sổ để làm cái gì? Đó là 200 còn lại là phải mua nồi niêu cơm điện tất cả mọi thứ, chứ không phải lấy tiền mặt. Còn 300 kia Hưng đã hứa Hưng dành tặng cho tất cả những nghệ sĩ nghèo, những người không có hoạt động trong nghề được nữa, những người có rất là nhiều những cái tự ái lớn của một nghệ sĩ, nhưng mà cái cuộc sống đưa đẩy, họ phải chấp nhận, họ phải đành ngửa tay để nhận những cái phần mà hỗ trợ từ những đàn em của mình. Cho nên là Hưng rất là trân trọng cái điều đó và gửi tặng hết cho các nghệ sĩ nghèo của ba miền cho cái phần số tiền mặt đó. Và Hưng sẽ gửi đến quý vị bài hát đó ngay sau đây. Ca khúc có tên Chiếc Vòng Cầu Hôn. Một khúc tình ca
nay theo áo em chờ anh. Đi 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 đi, đi sao em gọi anh, gọi anh. Chiếc áo